Hơi lớn rồi hả? Dạo hả? À, dạo dạo thì cho thầy Dũng dạo dạo với mọi người. Nè, đưa đưa cái mic vô cái miệng rồi đó thiệt ơi. Mọi người có dạo thì dạo với thầy Dũng nha. Biết gì tôi dạo đó thôi à. Câu hỏi đấy để mình trả lời trước đi, chờ tí tí nữa Minh Ngọc vô. Ê, cái bài của mình ấy nó phức tạp à, nếu mà mình đi trước Minh Ngọc nó vô là nó quéo liền á, nó cảm giác không hiểu hiểu không, mặc dù là nó nghe trực tiếp đầy đủ nó cũng không hiểu, nhưng mà nó không có cảm giác là nó không hiểu à, nhưng mà mình đi vô trước rồi mình bỏ nó lại nó vô sau, đó là nó cảm giác nó không hiểu và nó sẽ không hiểu hiểu hôn. Cái nào thì nó cũng không hiểu thôi, nhưng mà mình chờ nó học đó, cái nó vô bắt đầu mình nói ồ mình bắt đầu bài mới nha, rồi các kiểu mình nói là bài cũ, rồi cái cảm giác hiểu nó có mặc dù nó cũng không có hiểu. À, chữ lễ hả? Chữ lễ à, thế nào thì mới là phải à, đối với thầy nhé, cái này là đối với thầy thì à, cái góc nhìn của thầy ấy thì không có căn cứ theo cái tư tưởng Khổng Nho, cho nên là lễ đối với thầy đó mới là giới luật, gọi là mình gìn giữ giới luật thì đó là người có lễ. Một cái người mà không có gìn giữ giới luật là một cái người không có lễ à, nó đơn giản vậy thôi, chứ không phải là cái lễ được hiểu theo tư tưởng của Khổng Nho hết, chứ cái lễ của Khổng Nho nó mệt lắm. Cảm
Alo thầy ơi, thầy nghe. em thấy là một cái câu hỏi khá là ngu ngốc, nhưng mà em cũng sẽ hỏi. Đó là siêu hình mà hỏi thôi. Ví dụ như bây giờ mấy ông phương Tây là ông chủ trương ông đi tìm cái ake, có nghĩa là cái nguyên lý tối hậu đó. Thì bây giờ em giả sử nha, giả sử là ông tìm ra rồi á, giả sử tới một lúc nào đó ông tìm ra đi, ông đầu thai là ông tìm ra, thì thầy có nghĩ là ông sẽ làm gì với nó này? Ông sẽ đập bỏ. Em suy nghĩ á, ví dụ hồi nãy trong cái tiết hồi nãy có nhiều, chứ lại em vừa cũng vừa đọc sách triết sử á, thì nói là mỗi đời mỗi ông, ông tìm ra cái ông cho cái này là kia, ông cho cái này là cái kia là kia, ông cho cái này là cái nguyên lý chi phối nè, cái này cái kia là nguyên lý chi phối á. Cái em có một thói quen là em hỏi rồi sao nữa, Đập cái bỏ em cũng không biết rồi sao nữa. và chính vì cái chuyện đó cho nên mấy ông mới tiến lên được. Mấy ông tiến lên được tức là cái thế hệ sau của ông đó, cái sự tìm tòi ngày càng nó sâu hơn, và đó là lý do sao mà ông Phật ông nói là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, là như vậy đó. Tức là cái người thế hệ sau đó cũng là ổng thôi chứ không là ai chứ á, nhưng mà ổng chính sẽ là cái người đập bỏ cái của ổng để ổng xây lại cái mới, rồi ổng mua cái mới đó tốt hơn, cho tới khi nào ông đạt tới cái mức độ tối hậu thì xem như xong hoàn mãn, tức là không có còn cái nào tối hơn nữa thì xem như rồi đó, ông hết còn đi tìm nữa ấy. Còn mà khi mà ông còn chưa đạt tới cái tối hậu là ông cứ tịnh tiến tiếp tục y hệt như vậy để đi lên từ 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 từ. Quá trình đặt ra và suy ngẫm về câu hỏi siêu hình của một triết gia là như thế nào, có nét tương đồng không mà khác nhau. Mỗi triết gia có những cái sự đi vào nó khác nhau, có người đi vào con đường này, có người đi vào con đường kia. Ví dụ như có người đi bằng con đường hiện sinh ấy, có người đi bằng hiện sinh, người ta hiện sinh rồi bắt đầu từ những vấn đề trong đời sống rất gần gũi rồi bắt đầu người ta đi từ từ, người ta vô siêu hình. Có những người đi từ logic, đi từ logic, nguyên lý nguyên tử, luận của ông Leibniz chẳng hạn, thì đó là có người đi đi từ cái công cụ đó đi vô. Có người đi từ bên chiêm tính, là bắt đi vô. Thì mỗi người sẽ có những cái riêng, cái con đường riêng để mà ta tiến tới đó. Thử ra là không ai giống ai hết á. Cũng như vậy với quý vị nào mà đi vô triết cũng thế, có người đó là đi vô triết bằng con đường này, có người đi vô triết bằng con đường khác. Ví dụ tôi đi, tôi đi được, tôi đi vô triết bằng cái con đường của các vấn đề xã hội. Tôi đi vô triết bằng con đường các vấn đề xã hội để tìm kiếm cái sự giải thích các vấn đề xã hội ở trong triết. Đấy, đó là con đường của tôi. Nhưng mà có đứa khác đó, nó lại đi vô trước triết bằng con đường tình yêu. Nó tìm cách lý giải về tình yêu và thấu hiểu về tình yêu để mà nó đi sâu đi xa hơn, thế là nó đụng triết. Có người đi lại đi bằng con đường chính trị để lý giải tại sao cái thể chế chính trị này nó gì để nọ kia, cái người ta từ từ người ta mò vô triết thì trăm sông cũng đổ về biển cả. Rồi từ từ thì ai cũng về tới cái gốc của nó thôi, và đụng vô những cái vấn đề mà nó tối hậu, những vấn đề siêu hình. Hữu thể có phải là nguyên lý đầu tiên của tri thức hay không? Trước tiên á, hữu thể nó không phải là một cái tính chất, cho nên mình không gọi hữu thể là nguyên lý, mình không gọi hữu thể là nguyên lý. Hữu thể là một cái thứ gì nó tồn tại thật sự, một thứ gì nó tồn tại thật sự. Cái thứ gì đó mình đâu có chắc nó là tính chất hay nó là vật chất hay nó là ý niệm hay nó là cái gì đâu, mà mình gọi nó là nguyên lý ha. Nếu như mình gán cho hữu thể cái tính nguyên lý, có nghĩa là mình khu hẹp hữu thể phải là tính chất, hữu thể không thể là vật chất. Như vậy thì nó lại có gì đó nó bất ổn. Vậy thì với cái thằng vật chất, cái cùng tột của nó là gì? Nó phải hữu thể chứ là gì? Ở đây lại có vấn đề ngay trong cái cách mình đặt ra vấn đề. Rồi nếu như nó là nguyên lý đầu tiên của tri thức thì mới hỏi chứ là gì? Tri thức, mà tri thức nó là cái gì? Tri thức là cái sự biết của tâm của mình, cái sự biết, cái lý trí của mình nó biết nó theo cái ngữ Tây phương. Thì cái sự biết của lý trí, cái sự biết của lý trí hay là cái ý niệm của con người về vạn hữu xung quanh mình, nó tạo cho mình một cái kho tri thức. Vậy thì cái tri thức của mình có được đó thông qua các cái giác quan để mình tiếp nhận được cái thế giới xung quanh. Vậy thì cái tri thức đó không thể là cái hữu thể được,
tại vì nó đã quả nhãn quan của mình rồi, mà nhãn quan của mình làm gì có thể tiếp cận được với cái hữu thể đó. Thành thử ra nếu như mình gọi là cái tri thức, mà tri thức trong sự hiểu biết của mình chứ không phải là tri thức chân như à, bên Bắc truyền thì nó có nói về cái chân như đó, tức là cái như thật, là cái gốc rễ đó, thì mọi người gọi là cái tàng thức mà chứa tất cả những thứ đó đó, thì cái tri thức đó nó khác nữa so với cái tri thức mà Tây phương người ta hiểu. Vậy thì với cái góc độ mà tri thức là hữu thể thì nó là nằm ngoài cái khả năng nhận biết của con người, và không phải ai cũng có thể đạt tới nó, mà chỉ có những người đặc biệt à, mà nó phải tiệm cận của thần học, là những cái người có được mặc khải, có được sự mặc khải, hoặc là chỉ có thượng đế mới là cái người mà nắm giữ được cái hữu thể và nắm được tri thức ở góc độ hữu thể mà thôi. Còn ở chúng ta không đạt được tới mức độ đó. Trả lời cho câu hỏi là hữu thể có phải là nguyên lý đầu tiên của tri thức hay không. Siêu hình học có tìm được chân trị của tư tưởng không? Nếu có thì giữa nó và luận lý học là cái nào sâu hơn? Siêu hình học á, thì nó có một cái nhánh gọi là luận lý siêu hình. Siêu hình học nó cũng có một cái nhánh gọi là tâm lý siêu hình. Tất cả những cái yếu tố khác nhau của triết học á, nó đều có một cái nhánh nó nằm ở trong siêu hình hết. Và vì lẽ đó cho nên trong siêu hình vẫn có luận lý, và cái luận lý để đi đến cái góc độ tối hậu của nó gọi là luận lý siêu hình, chứ không phải là luận lý ở trong cái triết học thế thường nữa, không phải là kiểu 1 cộng 1 bằng 2 nữa. Luận lý nó siêu hình là luận lý đưa đến sự hiểu biết trọn vẹn và thấu đáo, thì cái đó nó lại khác, nó là một cái trường phái riêng ở trong siêu hình học. Vậy thì chân trị của luận lý siêu hình thì nó phải khác với chân trị của luận lý thế thường, hai cái này khác nhau. Mà nếu quý vị học nào bên siêu lý thì tôi hay nói đó, cái đúng của siêu lý nó khác với cái đúng của thể lý, cái đúng của không gian vật lý nó khác với cái đúng của không gian siêu thế, hai cái này nó khác nhau. Thì bay quên Tây phương nó cũng y ra như vậy, cái đúng ở cái góc độ của cái thế thường mà luận lý có thể xét đoán được thì nó khác hoàn toàn so với cái đúng ở trong cái góc độ siêu hình, hai cái này là nó khác nhau. Quý vị hiểu cái chỗ này không? Cái luận lý là những cái hợp lý ở trong đời thường ấy, cái hợp lý ở trong đời thường, và cái hợp lý ở trong siêu hình là hai cái mà nó không ăn nhập gì nhau ấy. Đây hai cái không gian nó khác nhau, một cái là vật lý, một cái là phi vật lý, hay là vượt lên trên của vật lý rồi. Tôi nói ví dụ như trong cái tình yêu đi chẳng hạn, trong cái tình yêu mà tình yêu á, thì ở trong cái góc độ thấy thường nó khác, mà nói về cái tình yêu mà tình yêu của Thiên Chúa nó lại khác. Cái tình yêu là người ta muốn chiếm giữ. A yêu B là A muốn chiếm B, đó là của riêng, đó là cái tình yêu thấy thường. Nhưng cái tình yêu trong siêu hình này nó lại khác đó. Tình yêu của Thiên Chúa lại tình yêu không có chiếm giữ, không, tình yêu ai cũng có thể yêu được, và bất kỳ người nào người cũng có thể yêu thương được. Thì cái tình yêu đó nó vượt ra khỏi cái luận lý thông thường ở thế gian thì cái góc độ đó thì người ta gọi nó là cái luận lý siêu hình, tức là những cái hợp lý nhưng ở góc độ siêu hình chứ không phải là ở cái góc độ thế gian. Thì hai cái điều nó khác nhau. Qua thế gian thì cái điều đó nó trở nên vô nghĩa, nó bất hợp lý, nó không ổn, nhưng mà ở trong siêu hình thì nó lại ổn. Nó ngọc vô rồi kìa. Cho nên đó là khi đụng tới siêu hình học hay là đụng tới triết vân vân á, thì quý vị sẽ thấy là nó phải dính tới thần học, dính tới thần học, nó không thể khác ha. Thì nếu mà mình không có vô được thần học đó thì nó lẫn nó khó, nhiều khi nói những cái mà nó dính bên thần học thì quý vị lại không có nắm được. Khi học triết mà cảm thấy quá ngán ngẩm thì mình nên học như thế nào thì bớt suy nghĩ nó quá khó hiểu. Đó là lý do sao mà thầy phải dạy siêu lý trước cho tụi con, rồi bắt đầu mới cho tụi con vô học triết đó. Con học bên siêu lý con hiểu gì không? Học siêu lý đâu có hiểu gì đâu, cho nên qua học triết thấy cũng không hiểu là bình thường thôi. Thấy bình thường thôi. Vậy thì bắt đầu bên kia đấy, bên siêu lý nó bắt đầu thầy mới dạy chứ. Thầy có nói về cái pháp chế định hay tục đế và nhất tí đó. Thì như vậy thầy mới chia ra nó danh chế định, nghĩa chế định. Như vậy thì chia cái chỗ đó thầy hướng dẫn bên siêu lý để chi, để bay qua bên đây nè. Cái chuyện mà tại sao cũng cái từ tri thức thôi,
như cái ông nội này không hiểu gì, ông nội kia không hiểu khác, rồi mình hiểu khác nữa, rồi cái mình bảo sao mình hiểu không giống mấy ông. Ủa giống mấy ông làm gì, tại sao tôi phải giống mấy ông, giống mấy ông đi chi, mấy ông có quyền hiểu vậy, tại sao tôi không có quyền hiểu vậy. Ông có hít thở không, ông có hít thở, ông có đầu không, có tứ chi không, có, tôi cũng có, tại sao tôi phải hiểu giống ông. Thì khi mà quý vị là học siêu lý rồi, nó tháo ra nhiều thứ lắm, nó tháo ra nhiều thứ lắm. Ok, ông chế định cái điểm đó, ông định đặt ra cái chữ đó để ông hiểu cái góc độ nào đó ông đang tìm tàu. Tôi hoàn toàn có thể tôi chế định cái chữ khác để tôi hiểu cái góc cạnh khác của tôi. Tôi không nhất thiết là phải hiểu cái góc cạnh đó của ông. À, quý vị được không? Thì lúc này mình không có bị dính vô là chết rồi, chữ này phải gì không, chữ kia phải gì không. Ai dám vỗ ngực xưng tên là phải. Ngay cả khi quý vị dùng một chữ nào đó, quý vị có chắc là mình đã hiểu cái chữ mà mình dùng không? Chưa chắc là quý vị hiểu được cái chữ mà quý vị dùng nữa. Huống hồ chi một cái chữ được một triết gia sử dụng mà nó dịch qua không biết bao nhiêu lần rồi, nay đến mình. Thì như vậy quý vị cần phải nhớ một câu rất quan trọng mà những cái buổi bình siêu lý tôi có hướng dẫn rồi đó, mà quý vị cũng có nói đó là gì? Y nghĩa bất y ngữ. Y nghĩa bất y ngữ, tức là phải đi vô tới cái tận gốc của nó. Tức là người ta muốn cái gì, người ta muốn cái gì. Giờ mình hiểu là hiểu cái gốc đó đó, người ta muốn cái gì, chứ không phải mình hiểu cái chữ đó là cái gì. Cái chữ nó chỉ là cái công cụ để đưa đến cái mà người ta muốn truyền đạt cho nó mà thôi. Vậy thì mình phải hiểu cái văn cảnh của nó, cái văn cảnh của nó, chứ không phải là mình hiểu cái chữ đó. Mình hiểu cái chữ đó là chết ngắt. À, cho nên y nghĩa bất y ngữ ha, phải thận trọng. tiếp nhận nhiều ý kiến khác nhau. Ngay cả khi nó mâu thuẫn với mình, nhưng cô dạy và áp đặt sinh viên. Sao cô không lên cô hỏi cô? Cô đi sao cô nói gì rồi sao rồi cô quay qua cái cô cô nói vậy? Cái chỗ này đó, giải thích cho nè. Chỗ này đúng nè nghe. Chỗ này đúng đấy. Cô mà xịn là cô sẽ trả lời được cái câu hỏi mà Kiệt đặt ra đó. Đặt ra là cô trả lời một cách tốt luốt luốt luôn, đảm bảo xịn sò luôn, là phục sát đắc luôn. Nếu như cô xịn, cô không xịn là thôi dẹp. Đi thì á, xịn thì phải trả lời sao, xịn thì phải trả lời sao. Đấy, mà muốn xịn được như vậy là trừ khi nào quý vị nắm được siêu lý rồi quý vị mới có thể trả lời xịn thôi. Không thôi không bao giờ có được. Tại quý vị không biết cái nào là cái gốc. Vì không biết cái gốc mà mình nắm cái ngọn, trả lời cái nào cũng là ngọn hết. Ngọn là chết ngắt liền. Ngọn là chết ngắt liền. Phải nắm được cái gốc rồi thì mới xác định được ở đâu là ngọn, đâu là gốc. Rồi khi mình mới nắm đại vô thôi chết. Không làm được. Vậy thì sao? Nhờ trả lời sao, có ai không? Ai trả lời không? Nho nữa kìa, nho lía rồi kìa. Không phải. Khi á, để bắt đầu cô mới bắt đầu hướng dẫn cái chỗ đó nè. Rồi hướng dẫn cái chỗ đó, ngay cả quý vị cũng vậy. Ngay cả quý vị cũng có thể nói điều đó. Mà tôi hướng dẫn cho quý vị tôi cũng nói điều đó. Nhưng mà lúc nào tôi cũng sẽ nói khác đi một xíu. Ngay chỗ nào, chúng ta lắng nghe những cái sự góp ý từ nhiều góc độ khác nhau, nhưng cho dù bao nhiêu góc độ cũng chỉ có một góc độ là đúng. Cái đúng nó chỉ có một thôi, cái đúng nó không có thể có hai. Nhớ cái quy luật phi mâu thuẫn không, cái quy luật đồng nhất không, sự thật nó chỉ có một, không thể là có hai sự thật khác nhau được. Nếu như sự thật có thì nó chỉ là một. Sự thật không thể tồn tại đồng thời hai thứ mà cho cùng một vấn đề được. Thành thử ra đó là ok, các ý kiến có thể trái chiều, có thể khác nhau, nhưng mà sự thật chỉ có một. Vậy thì khi nào mình tiếp nhận các ý kiến trái chiều trong trạng thái học hỏi? Và xin thưa, khi mình chưa nắm được sự thật trong tay. Hay nói một cách nó rất là bình dân, dung dị, là khi mình còn ngu thì mình còn phải nghe nhiều ý kiến. Khi mình còn ngu mình còn phải nghe nhiều ý kiến. Nhưng khi mình đã nắm được cái gốc rồi, mình đã đạt tới sự thật rồi, thì đi nghe mấy cái ý kiến trái chiều làm cái gì? Để nghe đứa nọ đứa kia nó bày đặt bày điều chuyện nọ chuyện kia làm cái gì, nó không có còn quan trọng nữa. Nhưng khi mà đã tới cái gốc rồi thì thôi, thì ai cũng nói gì đã nói, không cần phải quan tâm.
tức là mình đã minh định được phải trái đúng sai rồi một cách rõ rệt, thì lúc này không cần phải nghe nữa, không cần phải nghe nữa. Nhưng nếu mình chưa minh định được phải trái đúng sai mà người ta còn chỉ ra cái điểm mâu thuẫn ở trong cái tư tưởng của mình, người ta chỉ ra chuyện nọ chuyện kia mà mình cãi không được, mình nói không thông, thì dùm ơn nghe góp ý người ta đi, nếu là mình chưa tới mức độ đó đâu, mình chưa đạt tới. À, như vậy thì nếu như cô làm được chuyện đó, tức là cô nói ok, bây giờ đó là với cái học thuyết của cô đủ năng lực để giải quyết tất cả vấn đề trên thế gian này, ai có cái gì hỏi đi, thì ok ạ. À, lúc đó là cô dạy gì em nghe, em khỏi đi tìm đâu nữa trơn, có góc mẹ nó lội tìm đâu nữa chứ, chỗ mệt vậy đã tìm đâu nữa, vậy thì cô là số 1 sao. À, nhưng mà nếu như em chỉ ra được những cái vấn đề mà dưới góc độ học thuyết của cô không giải quyết được, thì thôi em chỉ chấp nhận là em nghe lời cô ở dưới góc độ tham khảo thôi, em sẽ tham khảo thêm người khác để em làm cho em đầy đặn vốn kiến thức mà tầm cầu đến sự thật đấy, nói như thế. Quý vị hiểu không? Quý vị rõ cái chỗ đó không? Đấy, thì nếu mà như vậy thì sống rồi đó, đâu có gì nữa đâu mà phải bàn cãi, đâu có gì đó đâu phải lo lắng sợ hãi sầu bi u khổ, rất rõ ràng. Mà muốn được như vậy đó thì mình cũng phải kinh qua cái chuyện mà tiếp cận nhiều góc độ, đó là dữ lắm rồi, đã kinh qua cái chuyện đó nhiều dữ lắm rồi, mình phải đối chiếu rất nhiều hệ tư tưởng khác nhau rồi thì mình mới có thể dám nói như vậy. Còn nếu không thì sao, thì mình nghe lắng nghe, ý kiến bạn cũng đúng nữa, ý kiến bạn cũng hay nữa, rồi ý kiến bạn cũng làm cho vấn đề trở nên phong phú nữa đấy, thì mình nghe MC rồi hay dẫn chương trình rồi hay vậy đó, đúng không? Rồi ý kiến bạn cũng rất là hay, ý kiến của bạn cũng đóng góp vào chương trình, wow đồ các kiểu đó, good idea đồ đấy. Thì đấy là tại vì sao vậy, đây gọi là ba phải, đây gọi là ba phải, đây là vì mình không có cái gì là cái gốc, mình không biết cái gì là cái đúng, cho nên thành ra ai nói gì mình sợ mình phản biện hồi cái mình chớp nữa, xong rồi quê thôi, thôi đừng theo tao, đừng khen ba, đừng cho nó quê tiên vậy thôi. Hiểu không? Như vậy thì khi mà nghe một cái ý kiến trái chiều thì sao? Mình phải phân tích ý kiến trái chiều đó, nó bất ổn chỗ nào, nó bất ổn chỗ nào, nó chưa rõ chỗ nào, nó phâu mâu thuẫn chỗ nào, mà phải nhìn thấy, tức là mình phải nhìn thấy cái sai trong ý kiến trái chiều đó. Vậy thì tùy trường hợp, có trường hợp mình đủ điều kiện thì mình giải thích, còn nếu trường hợp không có điều kiện thấu chuyện của người ta, chuyện mình đâu quan tâm chứ, cho mệt ý kiến trái chiều đó. Chuyện mình biết chuyện mình, cái đó rất là quan trọng. Chuyện mình chưa biết nữa mà mình đã ra sách chép đi hóng nhà hàng xóm rồi, thôi không cần, phải quay về lo chính mình trước, thấu hiểu mình trước đã. Đó là cái cách để mình tiếp nhận các ý kiến trái chiều. Còn trường hợp những ý kiến trái chiều mà mình thấy cũng hợp lý luôn, mình thấy ý kiến của mình cũng hợp lý, ý kiến trái chiều người ta cũng hợp lý nữa, thì sao thì biết là mình chúa ngu rồi đó, mình biết là mình chúa ngu rồi đó. Phải học nhiều lên, tức là phải trái đúng sai giờ không phân định được, phải trái đúng sai không phân định được, tức là người ta nói cũng hợp lý, mình nói cũng hợp lý nữa, rồi có ok cái lý nó kỳ vậy ta. Nó hồi cái nồi hết biết luôn, nó hồi cái đầu óc bùng, là biết mình học chưa đủ, mình học nhiều lên, nó là dấu hiệu cho mình biết đó. Được chưa? Ổn chưa? Rồi, ký hướng dẫn tiếp không? Đây, trả lời nữa. Thì giảng nghe được nó nhựa rồi giảng ha, rồi giảng đi, nghe rõ không? Rồi nghe rõ rồi. Mọi người mình đã để cái miệng mình này ok. Anh nhắc lại hồi nãy là mình hôm trước là mình đã đi được tới một nửa của thằng siêu hình học cổ điển,
tà tâm của ông Aristotle với thánh Thomas Aquinas một phần rồi. Thì hôm nay mình sẽ đi tiếp là cái phần mà cái phần mà cụ thể theo góc nhìn của hai ông luôn. Rồi thì đối với cả Aristotle và thánh Thomas thì hữu thể là cái mà nó là và cái mà nó hiện hữu. Là mình sẽ có hai ý là hữu thể là cái mà nó là cái đối tượng ban đầu
Rồi mình sẽ nó từ cái đối tượng nó cái thằng đối tượng đó ở đây là cái mặt trời đúng không? Thì nó là cái thứ mà bị người khác bị cái hệ mặt trời nó phụ thuộc vào. Thì ở đây khi mình xét cái hệ mặt trời là cái hữu thể, thì cái từ thể đó là cái mặt trời đó. Theo em nghĩ á là ba mẹ là tùy thể của mình, tại vì để có một cái hữu thể gọi là con thì phải có một cái tùy thể là ba mẹ đó. Nên đặc thù quá là phải có một người ba một người mẹ thì mới ra được con, còn ba mẹ có thể là không có con. Thì đó thì gọi ba mẹ có tùy thể là con thì không có nhất thiết là như vậy. Nó thì theo cái góc nhìn của anh là như vậy đó. Cái ví dụ nhà của mình thì cũng cần phải làm rõ hai cái yếu tố đó mọi người, quan trọng về kiểm tra ok. Hồi nãy mấy cái con chuột rồi nè, thì cái con chuột á thì mình xem nó cũng là cái khái niệm thôi, chứ nếu như đứng một mình thì nó con chuột là cái con chuột, cái máy tính là cái máy tính, mà xét cái con chuột máy tính cái khái niệm nó thì nó có cái việc là cái máy tính tách bạch được cái gọi là cụ thể và cái gọi là khái niệm rõ tới cái cụ thể đó nó tồn tại là do đâu. Nếu như sự tồn tại của cái niệm đó mà nó được đặc thù hóa bằng một cái khái niệm khác thì mình gọi cái khái niệm khác đó là cái tùy thể. Chứ không có nghĩa là hoàn toàn nương dựa, hoàn toàn phụ thuộc 100%.
thiếu mất cái thực thể thì nó không còn là cái thực thể hay nó không còn là cụ thể nữa nha. Cụ thể là một cái thực thể được đặc thù hóa. Cái thực thể tức là dựa vào các thực thể đó à, mình xác định được, mình nhận dạng ra được cái cụ thể đó là cái cụ thể. Đó. Ok thôi, nếu như nãy giờ diễn đàn chỉ có thì Dũng với Mỹ Dung đối lệ thôi nè. Mình người ta ngồi để mình đi tiếp. Dung đi thì Dung có phải là Dung không? Dung nhớ là Dung. Tức là đang cái góc độ cụ thể là Mỹ Dung á. Có một cái đứa học sinh lớp 12 à, nó có đặc điểm là ABC đi xác đó là cụ thể. Đúng rồi. Nào ai trả lời cho ta? Có thầy Dũng đang gặp rồi. Alo mọi người đâu có gọi. Tiếp theo là câu tiếp theo đi, từ 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 thôi đừng sợ nha. Mình đâu rồi tới đâu à, thực thể này được nhận dạng rõ hơn như yếu tính của hữu thể đó. Yếu tính của hữu thể cái làm cho sự vật là cái mà nó là, thực thể này được nhận dạng rõ hơn như yếu tính của hữu thể à, người ta biết được cái đó trí tuệ bất cả ảo ảnh thì người ta biết được cái yếu tính đó đó, được không? Cái yếu tính cái yếu tính mà tác giả mới nói đó thì ta biết được cái yếu tính đó thì bằng cái việc trừu tượng hóa này à, bằng cái sự trừu tượng hóa nè, rồi bằng cái sự bóc trần ảo ảnh nè, bằng trí tuệ của những đặc điểm mang tính đặc thù hóa đó. À, mà nắm bắt được những khía cạnh tinh túy của nó. Đó, cho nên ở đây nói tới cái vai trò của sự trừu tượng hóa đó là nhấn mạnh tới cái ba cái cấp độ trừu tượng mà hôm trước mình có nói đó, thì cái siêu hình học nó giải quyết cho mình được cái cấp độ trừu tượng cao nhất khi mình đang xét tới cái hàm hữu thể, cho nên đó là lý do tại sao siêu hình học là một cái môn nghiên cứu về hữu thể với tư cách là cái hữu thể. Là hôm trước cách đây một tháng đó thì mình có nói về nó rồi đó. Mang tính những cái ảo ảnh
bài kể lại của những cái đặc điểm mang tính chất đặc thù má hồi nãy đó, nhờ đó mà mình nắm chắc được những cái khía cạnh tinh túy của nó. Thì cái đây á, thấy cái trụ tượng á thì chẳng qua nó là cái biểu hiện tượng, thì chẳng qua nó là được tưởng tượng của cái chủ thể thực hiện cái hành động đó thôi, và đang suy xét suy tư về các lần cụ thể. Thì siêu hình học đề cao cái vai trò của sự tưởng tượng khi mình đang suy xét cái cụ thể, đặt trong cái sự so sánh với cái môn khoa học, thì mình thấy nó khác ở cái điểm đó, đặt cái chỗ sự chủ chủ tượng hóa. Thì ở đây người ta nhấn mạnh rất nhiều, khi nói tới siêu hình học thì nhấn mạnh rất nhiều về cái sự chủ tượng, tức là cái tính chất, cái khả năng tưởng tượng của tư duy khi ta suy xét tới cái gọi là cụ thể. Nhưng Phật học thì không lấy tới cái đó. Cái hữu thể của Phật học, nếu như các bạn có tìm hiểu á, các bạn sẽ thấy hữu thể ở bên Phật học thì nó lại là cái thực tính pháp mà mình có thể suy xét được bằng cái trí tuệ, tức là dựa vào cái pháp thực tính mà mình thấy, mà mình tìm tới, mình đạt được những cái gọi là cái hữu thể. Thì khi đó mình không còn phải lệ thuộc vào cái quá tư duy, không phải lệ thuộc vào sự tưởng tượng của chính mình, mà nó đã vượt ra, mình suy xét, mình đi thẳng vào trong cái gọi là cái thực tính, cái vấn đề đó. Đó, thì mở rộng lên một xíu ở cái chỗ khi so sánh giữa siêu hình học với Phật học, thì siêu hình học nó còn khuyết điểm ở chỗ này. Phật học đi như nó rồi gồ hơn nữa, cái đó mình qua một siêu lý và mình đang siêu hình cũng siêu luôn á, cũng rất là siêu sức luôn á. Cái sự tưởng tượng, một trong những cái dạng của sự tưởng tượng á là cái hàng trừu tượng, mà nói trừu tượng có bằng cái tưởng tượng không thì không phải, tức là cái tưởng tượng này là cái trong đầu của mình á, những cái gì nó xảy ra trong đầu mình á, mình gọi là tưởng tượng, không phải là mình mơ mộng, cái mình bay bổng với những cái ý tưởng, thì cái đó không phải là cái tưởng tượng ở đây mình nói nha. Đồng thời khía cạnh tinh túy này của sự vật
những gì cấu thành yếu tính của nó, cấu thành tính, cấu thành nên chính cái bản chất của nó, tạo nên nó, tràn đạo nó. Một khi trí tuệ đã thấu hiểu yếu tính này, thì lúc đó chúng ta minh định được sự vật. Sự minh định này cốt ở loại và sự khác biệt của nó. Ví dụ, sự minh định trừu tượng về con người là con người, là con vật có lý trí. Trong đó con vật là loại, con người có chung với các động vật khác. Còn lý tính là sự khác biệt đặc trưng để phân biệt con người với các động vật khác. Và nó giải thích làm rõ ra những cái gì hả? Giờ mình nói đi cho anh hả? Mình có ổn với lúc sau không? Mình có không hiểu gì nhớ đặt câu hỏi nha. Cái sự minh định trừu tượng về con người là con người là con vật có lý trí, trong đó con vật là loại mà con người có chung với các động vật khác. Còn lý tính là sự khác biệt đặc trưng để phân biệt con người với động vật khác. Lý tính ở đây tức là cái lý trí ở phía trên á, lý trí ở phía trên ở dưới là hai bản chất lý tính á. Và tách ra khi mình xét nguyên cái khái niệm con người là con vật có lý trí nè, cái con vật là cái loại mà con người có chung với các động vật khác, nó là chung với động vật khác. Họ nó đặt, nó được đặc thù hóa, được đặc trưng ở chỗ nào, đặc trưng ở chỗ là có lý trí. Em có ví dụ cho những cái điều này mình thảo luận ở phía trên hả? Yếu tính của hữu thể là con người, đúng rồi. Cái chỗ cố gắng cách nghĩa mình, tức là mình đi cố gắng định nghĩa một cái gì đó, tức là mình phải đi tìm kiếm cái gì gọi là cái dấu hiệu bản chất của nó thì mình mới đi định nghĩa được nó là cái đó được. Nguyên cái quá trình mình đi tìm kiếm cái bản chất nó, mình đi suy xét về cái làm nên cái yếu tố đặc thù hóa cho cái cụ thể đó, thì lúc đó mình đang sử dụng cái phương pháp trừu tượng. Mình nghĩ về những vấn đề đó. Quên rằng những quan điểm vật lý và siêu hình của Aristotle hoàn toàn thấm đẫm khái niệm về quan hệ nhân quả. Khái niệm này là một trong những đóng góp vĩ đại nhất của triết gia này. Nói với Aristotle này là người ta đã thấm đẫm cái mối quan hệ nhân quả. Vậy thì cái nhân quả nó ở đâu? Thì ông thầy theo ông Aristotle thì ông nghĩ là
cái hữu thể nó tồn tại chính là kết quả có được từ bốn nguyên nhân. Bốn nguyên nhân đó là gì? Thứ nhất là vật chất, thứ hai là mô thức, thứ ba là tác thành, thứ tư là cứu cánh. Thì hai nguyên nhân đầu mang tính nội tại và hai nguyên nhân sau mang tính chất ngoại tại đối với đối tượng nguyên liệu vật chất, mà từ đó một sự vật được tạo thành và loại riêng hay hình thái của cụ thể mà vật đó là, cả hai đều mang tính nội tại đối với đối tượng đó. Cái chỗ cái hình thái này tức là nó bằng với mô thức đó nha, cái này nó bằng với mô thức. Thì tức là ý ở đây ông nói là cái nguyên liệu mà từ đó một sự vật được tạo thành thì nó chính là cái yếu tố nguyên nhân vật chất nào đang làm rõ từng cái nguyên nhân ở phía trên ra cho mình là nguyên liệu, hay là mà từ đó mà một sự vật được tạo thành ra thì cái nguyên liệu đó là một cái nguyên nhân đầu tiên là cái vật chất. Cái thứ hai là cái mô thức, cái mô thức ở đây hay là cái mô hình mô típ hay là cái hình thái rồi đó, cái loại riêng của cụ thể mà vật đó là. Cả hai đều nên tính nội tại đối với đối tượng, tức là từ cái đối tượng đó mà ra hay những cái yếu tố đó cấu thành nên cái chính cái hữu thể đó là nội tại đối với cái đối tượng. Do vậy nè, chuyện mà một cái bàn được làm bằng gỗ và chuyện chất gỗ này được định hình thành cái bàn thì tuần tự là vật chất và mô thức của cái bàn đó. Thì ông ví dụ đó, tức là khi ông xét cái hai cái nguyên nhân đầu tiên, ông lấy cái ví dụ cho mình là cái bàn đó. Cái bàn được làm bằng gỗ thì cái gỗ đó là cái nguyên liệu, là cái nguyên nhân vật chất đầu tiên mà nhắc tới. Thứ hai là cái chất gỗ được định hình thành cái bàn, tức là có hình dáng của một cái bàn, có một cái mô típ của cái bàn, có hình thái của một cái bàn, thì cái đó chính là cái nguyên nhân thứ hai, mô thức. Đó, tôi đã tìm từ gì đây. Cái hư vô thì cái nguyên liệu của nó không còn là cái nguyên liệu như em nghĩ nữa, là nó bị dùng. Đó là một cái điều, một cái không gian khác rồi. Thức tức là cái mô hình mà của ý thức mình mô phỏng cho một cái ý thức nào đó. Tức là phải có một cái người nghĩ tới một cái tức là có một cái ý thức đó, người ta nghĩ tới một cái mô hình rồi người ta mô phỏng một cái mà nó muốn tạo ra, nó ra một cái hình dáng đó, rồi cái ý thức của mình á, mình mới thổi một cái hồn vào trong cái mô thức đó, cái mô hình đó, gọi tên nó là cái bàn đó. Cái mô thức nó là vậy. Đó, mới phân tích hai cái đầu tiên thôi chưa nha, còn phút sau hai cái nguyên nhân tiếp theo nữa nè. Trái lại, người làm ra cái bàn đó đã bắt đầu xét tới người rồi nè, tức là không còn, tại vì hai cái nguyên nhân phía sau là ngoại tại, đúng không? Ngoại tại đó với đối tượng thì bắt đầu xét tới người làm ra cái bàn đó là nguyên nhân tác thành, là nguyên nhân tác thành và lý do để nó được tạo ra là nguyên nhân cứu cánh, tức là cái thành cuối cùng đó là tác thành và cứu cánh đó đều là ngoại tại đối với sự vật. Người ta có thể nói rằng chúng trú ngụ ở người tạo tác chứ không ở trong vật được tạo tác. Người ta có thể nói rằng chúng trú ngụ ở người tạo tác chứ không ở vật được tạo tác. Ở cái khúc này là nguyên nhân đưa đến những cái quan điểm của thần học, là một lát mình sẽ đi chỗ này đi. Và bây giờ tóm lại nè. Tóm lại thì bây giờ mình lấy một cái bàn đi, cái bàn đó. Thì cái bàn thì mình sẽ xét trên bốn cái nguyên nhân theo Aristotle. Đầu tiên là nguyên nhân
Cái nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân mô thức. Nguyên nhân thứ ba là tác hại. Từ là phương pháp. Làm gì từ cái bàn nguyên nhân vật chất của nó là cái gì? Cái bàn nguyên nhân vật chất của nó là bằng gỗ, là cái nguyên liệu cấu tạo nó. Rồi cái bàn nguyên nhân mô thức của nó là sao? Là cái gọi là cái bàn. Hồi nãy mình định nghĩa mô thức là một cái mô hình cái ý thức quyết định, đúng không? Thì cái ý thức quyết định cái gì gọi là cái bàn, thì cái bàn được tạo ra với một cái ý thức đó thì gọi là nguyên nhân mô thức của cái bàn. Đó chính là cái gọi là cái bàn, tức là một cái hình dáng của nó đó. Người ta quy định có phải là nhờ, tức là ý thức con người đặt tên cho cái này nè, cái gọi là gì nè, là cái bàn nè, thì nó mới ra đời cái bàn không? Đâu phải tự nhiên nó một cái mặt phẳng nằm ngang với bốn cái chân gì rồi các bạn đâu, thì do cái thức quyết định. À, tới cái tác thành, cái tác thành thì là cái người làm ra cái bạn, là ai làm cái bạn đó, ai tác thành nên cái bạn đó là người làm ra cái bạn đó, chính là nguyên thứ ba. Rồi vậy thì cứu cánh là mục đích làm ra cái bàn, cứu cánh là mục đích cuối cùng, tức là làm ra cái bàn chi, nó tạo ra cái bàn không để vì một cái lý do gì hết, tức là nó không lý do cho sự tồn tại đó, thì nó đã không tồn tại rồi. Nó phải có cái lý do nó tồn tại thì nó mới có cái sự hiện hữu lúc đó, thì đó chính là cái nguyên nhân từ mà ông Einstein ông nói đó. Ok nào, ok. Miễn kê sang cơ lắp đầy bốn lỗ à, có những cái nguyên nhân mà khi mình xét qua xử lý á, thì mình nói một cái lĩnh vực khác á, thì nó sẽ xét thêm bốn cái thứ khác. Còn này là phải mình chỉ tập trung nói theo ông Aristotle thôi. Thích cho mọi người hiểu á, là ông Aristotle ông quan niệm về cái quan hệ nhân quả mà thấm đẫm trong cái tư tưởng siêu hình của ông là như thế nào. Đó. Nó không gọi là nguyên nhân tác thành đối với Aristotle. Nguyên liệu cái công cụ là mình cái bạn á, cái nguyên liệu thì nó là cái vật chất nè à. Công cụ để gần cục gỗ có biến thành bàn là sao, chưa hiểu quá anh mình. Anh nói là cái chỗ mà nguyên nhân tác thành á, thì nó phải là một cái động đúng không, chứ mình không thể, ví dụ như mình nói cái người thợ đó là nguyên nhân tác thành của cái bàn, thì anh cảm giác nó cũng là chưa đủ á, tại vì nếu mà mình đặt cái người thợ gần cái cục gỗ á, thì cái bàn nó không có tự hô biến lên bàn được, mà mình phải có một cái hành động gì đúng không? Thì ở đây ông ấy có quan niệm cái tác thành là cái con người thôi, cái hành động nó làm cái gì á, là cái việc làm của ổng khi dựa trên cái vật chất là cái nguyên liệu nè, và dựa trên cái mô thức tức là ý thức, ổng cho rằng mình sẽ tạo ra một cái gọi là cái bàn, nó là cái này nè, với cái mục đích tạo ra cái bàn đó. Nếu như xét riêng ra cái tác hạnh thì dĩ nhiên chỉ có cái người làm ra cái bàn thôi, thì không thể nào có được cái bàn nào, nó còn phải sự kết hợp nhiều cái số khác. Đó bây giờ anh mới hỏi là tại vì ông, nếu mà ông không có giới hạn rõ, hay là mình cũng không biết cách giới hạn rõ cái bốn cái nguyên nhân này lại á, thì anh cảm giác là nó
tức là mình cảm giác mình lấp đầy chỗ trống á, thì nhiều khi mình cũng bị biện theo cái bốn cái nguyên nhân này, mình gọi nó là cái sự vật. Mình học để mình nghĩ ông ấy start âm như vậy, nhưng mà đâu phải, nhưng mà rõ ràng là ông có suy tư đúng không? Mình học cái cách ông suy tư, khi mình ông nhìn chỉ có một cái bàn thôi mà ông suy tư được bốn cái nguyên nhân tạo ra cái bàn như vậy, thì rõ ràng là mình ghi nhận cái điều đó của ông. Khi mình học lên nhiều hơn, mình sẽ biết được cái bốn cái tính chất của một cái ác ở bên Phật học á, thì mình thấy bốn cái thằng này nó chỉ là cái thằng nhân con của thằng nhân cận của trong bốn tính chất gì thôi. Ở bên Phật học là viên mạnh hơn nữa. Người ta có thể nói rằng chúng trú ngụ ở người tạo tác chứ không ở trong vật được tạo tác. Chính trong ánh sáng này mà Thiên Chúa tạo hóa của chúng ta là nguyên nhân tác thành vũ trụ. Còn tại sao Ngài đã dựng ra chúng ta? Nguyên nhân cứu cánh thực ra là chuyện riêng của Ngài. Đó là cái mình hãy mới nói xong luôn đó. Nên vịnh vô những cái thứ này là để ta ngụy biện mình như vậy nè. Tức là theo cái quan điểm thần học là như thế nào? Thì khi áp của cái Thiên Chúa luận hay là thần học nè, thì cho rằng người ta theo cái ý thức hệ đó thì để cho rằng Thiên Chúa là đấng tạo hóa, Thiên Chúa tạo ra vạn vật, Thiên Chúa tạo ra tất cả. Vậy thì theo cái quan niệm về trung hình học, quan hệ nhân quả của Aristotle, thì mình áp đúng theo cái này vào trong siêu trong cái thần thần học á, thì mình thấy rằng người ta ngụy biện ở chỗ này: Thiên Chúa tạo ra con người, vậy thì mình được gọi là cái bàn, mình được ở trong cái vị trí là cái bàn, ở trong cái vị trí của cái bàn, tức là mình là một cái sản phẩm được tạo ra. Vậy thì cái người tạo ra phút này là, thì cái này là mình nè, chúng ta nè, chúng ta nè, và cái này là ông Thiên Chúa này nè. Thì chuyển qua Thiên Chúa luận hay là thần học Công giáo đó, chuyển qua nhưng mà sinh ra chợ nha, chúng ta người tác thành ra là Thiên Chúa, cứu cánh cái mục đích cũng của ông Thiên Chúa, rồi mô thức là cái cũng là do ông Thiên Chúa định, rồi vật chất cũng là do ông Thiên Chúa. Thấy bắt đầu không? Thấy bắt đầu là nó làm rõ ra cái quan niệm đi theo cái chuyện mà Thiên Chúa đấng tạo hóa, cho nên đây người ta mới thấy người ta đi là người ta có thể nói rằng chúng trú ngụ ở người tạo tác chứ không ở trong vật được tạo tác. Thì chính cho cái sáng này mà tạo hóa của chúng ta là nguyên nhân tác thành vũ trụ, còn tại sao Ngài đã tạo dựng nên chúng ta, thực ra là chuyện riêng của Ngài. Tức là đừng có hỏi gì trơn á, cái chuyện tại sao cái bàn này ra đời cũng giống như cái chuyện tại sao mà chúng ta lại có mặt trên thế giới này là chuyện của Thiên Chúa, đừng có đó mà đặt câu hỏi. Thì tại sao Thiên Chúa lại tạo ra chúng ta, chuyện của Thiên Chúa, cứu cánh của Thiên Chúa mà. Rồi tại sao chúng ta lại có hình hài như thế này? Đó là mô thức của Thiên Chúa. Rồi tại sao chúng ta có da có thịt, rồi có bốn chi, có cái đầu, chuyện của Thiên Chúa luôn. Đó thì mình đi qua cái thì mình đi qua bên cái thần học nhất, người ta quan niệm như vậy là người ta dựa trên cái siêu hình học của Aristotle là như vậy đó. Nên cái chỗ này bên tổng thần luận của Thomas Aquinas học Công giáo đó, nó dựa trên phần nhiều của cái quan niệm của Aristotle về cái cụ thể xung quanh mình là như vậy. Mà mình nghiên cứu từ lịch sử thì cái thần học nó cũng ra đời ở cái giai đoạn là triết học kinh điển. Cái giai đoạn triết học kinh điển này là tái thiết lại những cái nền tảng kiến thức của thời Aristotle, cho nên đó là lý do tại sao nó phát triển như vậy. Đó là mọi người thấy là khi mình phân tích được bốn cái nguyên nhân, là người ta dựa trên bốn nguyên nhân này để người ta minh vực cho cái ý thức hệ cho rằng Thiên Chúa là một đấng tạo hóa. Đó.
tới cái đích được không, tới cái tối hậu được không, thì dĩ nhiên là cũng chưa. Tính đi được đó là thắng rồi. Bây giờ mình đâu cần học ông Phật đâu. Siêu hình học của Aristotle, thứ siêu hình minh định, thứ mà ở đây chúng ta gọi là siêu hình học cổ điển đặc trưng của toàn bộ triết học phương Tây cho tới thời cận đại là về các sự vật hoặc các thực thể tạo nên thế giới. Đó. Cái siêu hình học cổ điển đó, là quan sát cái thực thể tạo nên thế giới. Những cái siêu hình học này giải thích nền văn hóa, khoa học và kỹ thuật ngày nay. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, chúng ta bắt đầu cảm nghiệm việc nhổ tận gốc các giả định cổ điển của chúng ta, chẳng hạn như việc dạy chúng ta ngày càng nói quả quyết hơn về nền văn hóa học cận đại. Cách mạng tư tưởng này hẳn không phải là một thành tựu một sớm một chiều, và chỉ trong thời đại của chúng ta dường như chúng ta mới ngày một hơn tính hơn bao giờ hết để thực hiện chuyển thể. Tóm cái đạo này lại là như thế nào? Đó, cái cứu cánh nó đã khác rồi đó, bị dùng thì cứu cánh đã khác rồi mà với cái mô thức cũ á, thì cái đó không có thấy nhắc tới trong cái tài liệu. À, đúng rồi đó, đúng rồi đó kìa. Thượng đế là thứ vượt qua vật chất thì sao làm được nhìn mặt ngài, nếu như ta chỉ là vật chất đó, đi theo bốn cái nguyên nhân này là mình chỉ là một cái thứ được tạo ra với Thiên Chúa đó, đừng có đặt câu hỏi. Hỏi gì là cái bàn thôi, hỏi gì nên theo Thiên Chúa, theo Công giáo và các quan niệm cho rằng Thiên Chúa đấng tạo hóa là phải cẩn thận cái chỗ này bị mũi và sẽ đi tới cái đoạn này nè. Thì ý cái đoạn này nói gì là cái siêu hình học là giải thích được cả cái nền văn hóa học kỹ thuật ngày nay luôn. Là tại sao? Tại vì khoa học kỹ thuật ngày nay là chủ yếu là dựa khoa học kỹ thuật, mà đúng không? Khoa học kỹ thuật thì nó thiên hướng bên khoa học tự nhiên. Khoa học tự nhiên thì nó chỉ là một cái thằng là trừu tượng cấp 3, nó xin lỗi là trừu tượng cấp 1 thôi. Đó. Ngày hôm nay toán học cũng phát triển đó là trừu tượng cấp 2 thôi, trong khi siêu hình học cổ điển mà mình đã bàn từ cái tiết trước tới bây giờ thì nó lại là trừu tượng cấp 3, là bao bao phủ toàn bộ những cái thằng con sao sinh ra để muộn luôn đó. Thì cho nên cái câu mà chính siêu hình học này giải thích được nền văn hóa học kỹ thuật ngày nay là như vậy rồi. Mà trong những năm gần đây á, bắt đầu giỏi rồi, rồi phát triển rồi, quên cái gốc siêu hình. Rõ ràng trong thực tế là mình cảm thấy ngày nay đâu có ai quan tâm tới cái gọi là siêu hình ở đâu, đâu phải ở đâu mà có đủ 10 người trong cái room này để ngồi học về siêu hình như vậy nữa đâu. Người ta chỉ đi môn toán hay môn hóa hay môn lý hay môn sinh hay rồi đó, cái là đi nghiên cứu tụi nó cũng hay là những nhà khoa học, chứ làm gì còn ai để ý tới cái là siêu hình học được nữa. Cho nên những năm gần đây đó, cái câu nó như vậy đó, những năm gần đây ta bắt đầu cảm nghiệm được việc nhổ tận gốc các giả định cổ điển, tức là mình bật gốc và mình quên gốc quên nguồn. Cái giả định cổ điển là siêu hình học cổ điển đó, quên gốc quên nguồn, trong khi nó là cái mà khởi thể những thứ khác. Có những cái thứ đó, có cái siêu hình đó mà mình mới có được những cái thứ khác.
thậm chí nó đặt một cái câu hỏi là có cần phải có toán học hay không, rồi có cần phải có vật lý khoa học tự nhiên hay không, thậm chí cũng không nữa khi trong tay mình đã có cái công cụ siêu hình rồi đó. Nhưng mà hiện tại thì người ta quá bám vào trong những cái thứ đó, người ta quá dính mắc vào trong những cái mà thực dụng phục vụ trực tiếp và làm thỏa mãn những giác quan thế thuộc của những cái người sống trong thời hiện đại này, mà chúng ta đi chạy đua theo những cái vấn đề đó mà bỏ quên đi cái gốc nguồn của mình, cái khái quát nhất gọi là siêu hình học một cái mức trực tỉnh cấp 3 đó. Cuộc cách mạng tư tưởng không hẳn là một thành tựu một sớm một chiều. Ý nó là làm như tụi bay cách mạng công nghiệp 4.0 rồi tự động hóa rồi IoT, tức là internet vạn vật đó, rồi robot, rồi trí tuệ nhân tạo, rồi làm như hôm qua mới nghĩ ra bữa nay cái có phát triển liền vậy đó. Ở đâu ra vậy? Cái câu này là một câu châm biếm. Cuộc cách mạng tư tưởng này không hẳn hẳn không phải là một thành tựu một sớm một chiều đâu. Đó, cái tư tưởng mà từ cái thằng cách mạng này ta để cho một cái là sự thay đổi đó, đi từ cái thằng siêu hình đi qua toán học, đi qua vật lý học tự nhiên, thì không phải một cái đụng cái có đâu. Ở đó đi quên cái thằng mà cha đẻ của tụi bay. Và chỉ trong cái thời đại này ta mới ngày một thân tính, tức là thân cận là gần gũi, tính là tin cậy, tức là trong cái thời đại này ta mới ngày một gần gũi và tin cậy hơn bao giờ hết về cái sự chuyển thể. Là mới nhìn rõ được cái mặt của sự chuyển thể này nó như thế nào đó. Là nếu như mình là ngày xưa đó, xưa thì mình thấy là nó còn siêu hình, hiện đại hơn xíu thì mình thấy nó còn lai lai, còn hiện ngay bây giờ nè, mình thấy rõ ràng cái sự chuyển thể luôn, tức là hiện tại mọi thứ xung quanh của mình không còn gọi là siêu hình nữa, thậm chí người ta còn bài xích siêu hình nữa kìa, chứ không phải người ta ủng hộ siêu hình, mà người ta chỉ chạy đua theo những cái khoa học kỹ thuật, những thành tựu cách mạng công nghiệp đó. Chỉ trong thời đại này nè, cái thời đại này mình đang ở nè, mới ngày một nhìn rõ được cái mặt cái sự chuyển thể paradigm shift. Gần như các khoa học kỹ thuật nó thống trị toàn cầu luôn rồi. Mà khi siêu hình nó xuất hiện một cái nó đặt câu hỏi, vậy liệu có cần những cái đó không? Không có tụi nó thì sao? Không có tụi bay thì sao? Không có tụi bay có sao không? Nó đặt đặt gì đó, đặt gì cho mày chết. Rồi đó đặt đi, tụi tao làm phát triển khoa học kỹ thuật, tụi tao có tiền, rồi tụi tao phục vụ được sự lợi ích của tụi tao, rồi thỏa mãn được những cái giác quan của tụi tao đó, mày đã đặt câu hỏi tao có cần không cho mày chết, nó mất đi siêu hình luôn đó. Ngày hôm nay bắt đầu mình moi cho mình học nè mọi người. Vì rõ ràng là thành công của vật lý và khoa học tự nhiên là có, nhưng mà nếu đánh đổi lại cái sự mất mát và tác động tiêu cực nó đến thế giới hiện đại là có hay không, nó có nhiều hơn, có phải hơn. Cái này bệnh dịch này hôm hiện nay nè đó, thì người ta nghiên cứu về những con virus này, người ta nghiên cứu về chỉ nếu là một cái loại virus lạ nào đó đi, mà người ta muốn tìm tòi, người ta muốn khám phá một cái loại gen nào đó mới, cái người ta nghiên cứu, cái người ta lỡ là phát tán cái chủng virus này ra khắp toàn cầu. Đó. Có phải bệnh dịch lan lan tràn vì người ta phát triển cái môn khoa học tự nhiên là cái môn y sinh hay không? Vì để làm chi khi nếu như một con người ta chỉ cả ngày đang ngồi suy tư về siêu hình, làm gì có cái chuyện bệnh dịch, làm gì có cái chuyện mà chiến tranh, không có chiến tranh thì làm gì có chết người. Cả ngày mình chỉ ngồi suy tư siêu hình và mình ngồi học thêm những cái điều ích lợi cho cái tâm trí của mình, cho cái tư tưởng của mình đó. Câu kết như vậy. Xong cái phần 1 rồi đó. Còn 1 phút thôi, mọi người có hỏi gì không? Ý là vậy mà siêu hình còn chưa có xịn nữa nha. Siêu hình là còn chưa có xịn nữa đó. Mà nó là bị bỏ gì rồi đó. Bị guồng bỏ, bị nghiệp không? Theo Aristotle thì mình sẽ có hai cái, một cái là vật lý,
cái physics nè, cái siêu hình là vượt trên vật lý và metaphysics. Siêu hình học à, thì cái cao hơn cái vật lý đó chính là cái siêu hình nó tắt á. À, theo Aristotle là như vậy. Nhưng mà khi qua bên Phật học á, mình thấy cái thằng vật lý, không gian vật lý này người ta gọi là cũng thế. Còn cái siêu hình học là cái siêu thế luôn. Đó tức là đi vào cái góc, mình đi vào cái siêu thế này nè. Chứ cái siêu hình này đâu. Cái hiệp thế này thậm chí nó còn trọng hơn cả cái thằng vật lý. Chia chia ra cụ thể cái thằng nào trong hiệp thế, trong thế thường, và đi qua siêu thế là có một thằng nào. Chị cái tháng gì vậy Mỹ Dung? Để anh đóng vai những cái người ở thời hiện đại mà Mỹ Dung. Được nhiều những đại học lắm đây, chào một cái nhìn nó hết sức là nó tiểu không, nó thiển cận. Tới giờ người ta nhìn được tới cái linh quần ở cái đó rồi đó, cho nên mình sẽ đi vào cái bản chất, cái gọi là cái hữu thể, suy tư về hữu thể. Một siêu hình học là môn khoa học nghiên cứu về hữu thể, cái tư cách một hữu thể đó. Sau mình qua phần hai la mã, qua cái phần sau nữa là nó dữ dằn lắm mọi người. Phần hai la mã thì cũng chưa có gì đâu, la mã mình đã qua cái thằng bài đọc 2.1 á. Nên mọi người nhớ về học bài rồi suy nghĩ về bài học. Có những chỗ bữa nay chưa có nói kịp, nói về mọi người coi lại bài mình sẽ thấy nha. Còn những chỗ chưa có nói nữa nha. Rồi, mời thấy Nhật Thi nha. À, đâu có thấy mặt mũi mô thức gì của Nhật Thi đâu, mà mời thấy Nhật Thi nhớ thấy cái mặt Discord màu xám này thôi nè. Đúng rồi đó, đúng rồi đó, biết lại trên liền luôn á. Thank you.